thấy tội nghiệp cho Hồng Loan, tại vì cha mắc rồi bị ganh chấp rồi đủ điều hết trơn đó, nhỏ nó khổ còn nhỏ rồi mà tới lớn lên rồi giờ ta cha mắc cũng phải bị đủ chuyện hết trơn. Bạc gì chứ bằng bà cô hả? Bà Hồng Nhung ấy chứ. Mình cũng nói tới tên người ta không? Đúng rồi, thì thôi cho tấm cát đi, tấm cát này làm chuyện luôn. Tôi không nói tên nhưng tôi nói là gia đình cô Tấm, cô Tát cát gì đó. Không hiểu được. Không thì thấy không rõ là thấy cha mẹ mắc, ví dụ cha mẹ mắc thì để của là cho con chứ không là để cho con. Còn cháu em đó là phải có gia đình riêng. Vô cũng tranh chấp nè, đủ thứ. Bức xúc ha. Phải bức xúc chứ. Cùng bao nhiêu cái nhà cũng bức xúc. Nhưng mà chuyện của gia đình của ông ta. Đúng rồi, chuyện gia đình ông ta đèn nhà nó sáng biết là vậy mà nhìn trong hiện tại. Đúng rồi, sai. Nhưng mà trong hiện tại giờ cha mẹ chết để lời cho con chứ không để lời cho cháu được. Anh em thì ai làm đi ăn. Đúng rồi, cái điều đó là pháp luật đã quy định mà. Nó xét từ từng cấp bậc khi nào mà không có con. Lúc đó mà tới là mới em tới mà em ruột rồi mới tới cháu. Cái vấn đề đó là như chú này là người kêu bằng gì cho mẫu nữa phải không? Không, chú này là cái anh này không sao này, ảnh như là người xem mẫu luôn đó. Vậy mà chú kia thì chú đi không thấy nữa. Chú đây rồi. Sáng giờ rồi thấy không? Dạ không. Sáng giờ không thấy rồi, chú Tiểu. Chú Tiểu gì đó. Dạ. Này là dạ chú này hơi già rồi. Chú này già. Các nghệ sĩ của mình Vũ Linh là chết là được quá chèn đông là một nè, hai nữa là nhiều người lại ái mộ là thắp hương cho chú đó. Dạ. Thắp hương chú với hơn ái mộ chú lợi đi giết mình hết luôn ha. Chị có thấy cái điều này nó kỳ lạ không? Là gì vậy? Tức là chị cảm giác cảm nhận được cái điều kỳ lạ. Cảm nhận kỳ lạ gì, cái đó là ta ái mộ cái kỳ lạ gì đó. Dạ. Ta quý mến người đó tới ngày chết nhưng người ta chẳng quý mến, đợi ta thắp cây sen nhang hay là ta lợi ta chiêm ngưỡng những cái nghệ sĩ gia tài vậy đó. Dạ. Cái đường đấm cuồng nào từng ấy đau khổ bất chấp. Dạ. Dạ. Theo như là em biết chú Vũ Linh với cô Tài Linh, cô Tài Linh là lấy đi nước mắt của mẹ của em nhiều lắm. Đúng rồi đó. Tài Linh ơi, cái cô mà nhận của nhõng nhẽm hay quá trời vậy. Mẹ em là như đâu tôi ơi, cô Tài Linh với chú Vũ Linh là phải nói là hình như là vỡ tuần nào cũng khóc. Mà khóc mà cứ tương tu nước mắt, cái mình hỏi mình chồng mẹ ổ sao mà cái mặt cừ mà sao mà nước mắt lại cơ hả? Sao hay á. mà tại vì tay cho ta diễn là nội tâm á. Nó diễn ngoại tâm á. Ông ý nó mẹ quá, mẹ em nhìn bà nhìn vậy đó. Xong rồi bà gớm cái mắt luôn. Bà gớm mắt mà nhìn cái mặt bà bình thường lắm nha. Cái này mình chọc quá bà cười. Nó làm gì mẹ khóc, mẹ gớm cái mắt à. Sao mà không thấy khóc mà nước mắt lại gớm. Tại lúc nào bà thấy không? Không thấy. Mẹ khóc trong lòng thôi chứ. Khóc trong lòng. Nước mắt là tung. Cậu này nghe chết chứ là bướm bự và bá bướm rồi, đây là cậu rồi. Chị cũng nói cũng đùa chứ nó vui tí, nhưng mà thật chắc mình thấy chú thật là linh thật, nhưng mà bướm này là lại cho hỏi chú những cái này là cách mà ngày Vũ Linh là sửa sạn đặng quét dọn mấy cái gạch rồi đó, thấy hiện lên làm như có cái hình. Còn cái hình có không chú? Có chứ, cái đó là quay trực tiếp mà ai cũng quay mà chị. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, gì mà linh dữ vậy? Đó, thì bởi vì cái hình nó, bởi vì em mới hỏi chị là thấy chú có nhiều điều kỳ lạ không? Thấy rõ ràng luôn á, chàng ơi, chị là quá linh nè. Thấy bà con đông nhóc người chỉ đúng không? Dạ. Đâu có ai mà ghét được chị. Ghép mà ghép được chuyện đó được, ghép đi trực tiếp hành động rồi sau ghép vô đó được. Người ta nói sùm nha, thôi ghép được. Dạ. Thì là giống như mà đứng mà có đứa con đứng nắm tay con cái bên nha. Dạ. Quá vàng linh luôn. Tôi đưa cho ông này ông coi nè, sao tao có thiệt rồi đó anh.
mà để em nói cho chị nghe, mà chị có biết ai là làm sao mà nó nổi cái hình nó lên không? Sao? Là đó là hai cái ly bia, hai cái lon bia em là người cúng buổi sáng, buổi sáng đó, xong rồi đó khi mà dọn chuẩn bị đặt cái nền này trước nè, thì mọi người muốn là quét có cô Sáu như là chị phục vụ ngoài đó thì cũng quét dọn. Có chị cô Sáu mới là gọi bạn với hai lấy cái lon bia đó. Theo em thì em cũng không hiểu là sao mà cô Sáu lại lấy hai lon bia đó xung quanh lên quanh lên một lúc đầu thì không có nha, nếu mà xem kỹ video của Di Minh là quay đầu ngồi xuống ngồi lúc đầu là không có hình đó nha, sau khi đổ lon bia đó bây giờ mấy cái ra là nổi cái hình đó lên đó là cái điều tôi thấy cũng khiến ha, cũng khiến là đổ bia. Tại sao mà cô mà không để bia đó để ở ngoài hoặc là để trên bàn thờ, để trên cái bàn luôn, lên ga luôn mà tự nhiên lấy bia đó rồi đổ xung quanh tự nhiên nổi hình lên rồi. Nó bị nó cũng khí. Có nước mới nổi lên. À nó cũng khí ha. Ồ bớm đậu lên đi bên chú đúng. Ủa, lên đầu chú luôn á. Có bóp nào mà dạng gì không nè nó đây nè đúng không đó giá cho linh hồn đó, của vua tài sống thì cũng làm phước, mà làm phước hay là mà cứu người bằng cái cách im lặng là chứ không bao giờ tâm đưa lên phe vua như người ta. Dạ. Đó, thấy ở dưới xuống dưới Cà Mau vậy đó. Dạ. Cà Mau Bạc Liêu gì á đưa ra giúp người mà không có phe vua như người ta. Dạ. Cái điều đó rất là quý nha. Quý lắm chị. Chị thật quý lắm. Dạ. Cảm ơn chị nha. Ở đây có những thắc mắc của bà con lát thì giờ đến nay cũng có những cái điều mà rất là kỳ lạ đó quý vị. Phương lời vừa rồi cũng là một vị khán giả đến từ xa chia sẻ về cầu Nam Vũ Linh nha các bạn. Phương kể ra câu chuyện thấy hình chú ở trên cái ngôi mộ lúc còn mộ đất các bạn. Còn cái chuyện đó cũng là chuyện tâm linh, tại vì từ trước tới giờ đó theo như tôi được biết là không có cái chuyện gì mà linh đến như vậy tại mộ của người thân cũng như là mộ của những người khác, nhưng mà cậu năm thì khác các bạn. Mình thì không tin gì đâu, nhưng mà đến đây chứng kiến tận mắt thì rất là tin luôn các bạn. Bây giờ là mình tin là cậu Năm xuất hiện các bạn. Rất là may mắn khi ốc tiêu giữ được hai tấm hình cậu Năm hiện lên ngay tại mộ. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.